nào rồi cả nhà? Nhãn thí và tâm thí. Vâng, em chia sẻ về một thí trước cho nó dễ. Kêu những cái kia khó, cái này dễ. Có ai chia sẻ không? Tức là những thí nào rồi? Nhãn thí với tâm thí. Nhãn thí, nhãn thí với tâm thí. Với tâm thí. Tâm thí rồi. Quý anh ơi, cái bạn ở đây đâu nhỉ? Sang vào cái phòng đi kéo về này, phòng nó cháu học rồi. Lũ ơi, sang kéo cái bảng dưới này. Nhà mình có ai chia sẻ gì về những cái đã học không ạ? Cái hôm, bài hôm trước hình như Hiếu nghỉ đúng không? Ai ôn lại, anh chia sẻ lại bài hôm trước học cho qua không nhớ mẹ được. Trước tiên thì xin cảm ơn cô Hà, cảm ơn ban lãnh đạo tổ chức lớp rất là ý nghĩa. Thì tôi chia sẻ hôm vừa rồi ấy, học cái tâm thí và cái nhãn thí. Thế thì hôm nay tôi chia sẻ thực ra là trong cái bảy cái bốn thí này ấy, thì tôi thấy là cái tâm thí này nó rất là quan trọng. Vì từ xưa đến giờ thì anh em mình ấy, trước kia thì nghĩ là cái tâm thí nghĩa là những cái người mà người ta có thể là đưa gieo cho mình những cái không tốt ấy, thì mình lại cứ tưởng là lúc đấy là gây cho mình cái đau khổ nhỉ. Thì mình cứ nghĩ rằng là mình phải làm cái gì giống như kiểu cái tiểu nhân ấy, trả thù cái người mà nó gây cho mình cái đau khổ như thế. Thế nhưng sau khi mình học cái này thì mình biết rằng như thế là không đúng. Mà có cái câu gọi là lấy ân báo oán ấy, thì ngày xưa anh em mình thì cứ nghĩ nghe nói đi mà không hiểu bản chất, không biết được lấy ân báo oán là gì. Thì đúng vừa rồi học cái môn này thì mình mới thấu hiểu, mới ngộ ra là lấy ân nghĩa là sau khi mình giải thích một chút là ví dụ như có những người đã gây cho mình cái đau khổ ấy, thì chính cái đấy là mình làm cái bài học cho mình, mà mình phải cảm ơn. Bây giờ mình hiểu phải cảm ơn là cảm ơn cái bài học nó rút ra sau khi người ta gây cho mình những cái gì đấy, thì mình không nên oán trách người đấy mà mình là phải cảm ơn, nhưng không phải cảm ơn người đấy mà cảm ơn những cái bài học mà dẫn, ví dụ như tại sao mình để người ta gây ra như thế, dẫn ra những bài học mà mình rút ra bài học đấy, mà mình phải cảm ơn cái bài học đấy. Thì chính từ cái cảm ơn bài học đấy thì sẽ tích phước đức cho người ta. Và ngược lại thì chính từ tích phước đức đấy thì dẫn đến là mình cũng có công đức ở trong đấy. Thế quay lại câu chuyện là mình không lên, là chính là người ta là người đã cho mình tích được cái công đức. Thế thì sau cái bài học là mình ngộ ra một điều là mọi cái thì mình họ gây ra cho mình là chính là những cái đấy là mình mới hiểu rằng là một cái bài học rất tốt cho mình, chứ không phải là trả thù hoặc là mình lại gây cái áp đức cho người ta. Cái gì mình muốn chia sẻ đây là cái bài học mình ngộ ra một điều rằng là chính những cái người ta gây cho bất kỳ ý đấy, sau đó thì là mình rút ra những bài học và mình phải cảm ơn những cái bài học đã cho mình, để cũng như mình giống như mình gọi là sau này là rút kinh nghiệm đấy, hoặc là thì từ đấy mình hiểu được cái gọi sai sau là lấy ân báo oán là vậy, là ân là như thế, chứ không phải là mình nhiều lúc mình cứ nói một không hiểu bản chất. Thế thì hôm nay thì thực ra bài học rất nhiều cái hay, nhưng mà mỗi một buổi mình nhận thức ra một phần. Thế còn mình rất chia sẻ là sau khi học cái này thực ra mình cũng nên bản thân mình cảm thấy phải sống chậm lại một chút, và mọi cái là giống như cô vừa học là cái kiến thức của mình nói là tất cả tại mình, nghĩa là xuất phát từ chính mình mà ra thôi. Rất nhiều cái rất là hay, có thể là thời gian hoặc là có thể nhận thức của mình nó một hạn chế, thì có lúc khác mình sẽ chia sẻ thêm. Thì hôm nay thì chia sẻ đây, xin cảm ơn cả nhà. Bây giờ cho em hỏi anh lại một câu thôi, tâm thí là bố thí cái gì? Tâm thí là bố thí cái gì ạ? Tâm thí nghĩa là mình cho đi. Bố thí, bố thí cho đi cho gì ạ? Hoặc là dùng những từ gì mình quên là những cái khái nó là cái nội hàm như thế, là có thể cho đi. Mình hay dùng cái câu là cho đi, bố thí là cho đi. Mình đừng làm để câu bố thí là cho đi. Nhưng mà ở chỗ này là tâm thí có nghĩa là cho đi cái gì ạ? Cho đi những cái nội tâm, không phải nội tâm mà cho đi những cái
những cái mà người ta như kiểu là người ta gây cho mình những cái thì... Em hiểu, anh hiểu nội dung của bài. Nhưng mà ở đây tâm thì có nghĩa là cho đi sự trân trọng và biết ơn. Đúng ạ. Tâm thì là cho đi sự trân trọng biết ơn. Thì cả nhà có cần ôn lại cái bài hôm trước không ạ? Tại vì cái này nó cũng rất là quan trọng. Thực ra thì nó không có đúng sai, mà do cảm nhận của mỗi người khi họ khi mọi người đón nhận cái bài học này nó như thế nào. Thì rất là trân trọng biết ơn anh đã chia sẻ. Thì em xin nói qua lại cái nội dung này, cái nội dung của cái tâm thí này. Ở đây thì như hôm trước là có Hiếu chưa học. Thì cái ý nghĩa của nó lấy ân báo oán ấy, vì cái này thực sự nó là một tri thức rất là tuyệt quý mà các gọi là đã được các chuyên gia rồi các hiện đại tri thức khai mở trí tuệ để chúng ta có thể đón nhận được những cái tri thức này. Thì cái này đấy là ở đây tâm thí có nghĩa là bố thí sự biết ơn, hay gọi là bố thí lòng biết ơn á. Thì có nghĩa là sao? Bố thí là cho hoặc là chúng ta trao giá trị, đúng không ạ? Thì ở đây này, khi mà ở đây nó có ý nghĩa là khi chúng ta bố thí cái sự trân trọng biết ơn ý, đấy là bất kể một ai khi mà họ gây ra chúng ta cái sự bất như ý. Thì nếu như mà đúng, nếu như khi mà chúng ta cái bất như ý đến với mình là mình đau khổ ấy, có nghĩa là mình tích cái gì ạ? À, tích áp đức hay khối điện tử, hay khối điện tử âm cho họ, đúng chưa ạ? Thế nhưng mà với cái tâm thí này này, là từ cái sự bất như ý này, từ những cái thay vì chúng ta đau khổ, thì chúng ta rút ra các bài học. Chúng ta rút ra các bài học. Thì khi mà chúng ta đã rút ra được các bài học ấy, và chúng ta trân trọng biết ơn bài học này, và chúng ta có thể mang đi gọi là quảng bá, đúng không ạ? Quảng bá về cái gì? Trân trọng biết ơn là gì? Là nếu như đối với vật là chúng ta nói về cái tính hữu dụng, đúng không ạ? Thì cái này này, khi mà chúng ta học ra bài học ấy, thì chúng ta có thể chia sẻ là cái sự kiện này tôi học được cái bài học này, tôi đã ngộ ra cái này, tôi đã thấy được cái này, tôi áp dụng vào trong cuộc sống cái này. Cả nhà hình dung ở chỗ này không? Thì khi mà chúng ta quảng bá cái bài học, cái tính hữu dụng của cái bài học đó, nó đã giúp cho chúng ta cái gì, thì lúc này làm sao ạ? Chúng ta sẽ tích phước đức, đúng không? Từ những cái bài học này sẽ giúp cho chúng ta, tại vì ai mà cho chúng ta bài học thì họ là gì của mình ạ? Họ sẽ là thầy của chúng ta, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta tích phước đức cho họ, và lúc này nó là phước đức, thì nó là khối điện từ gì ạ? Khối điện từ dương. Thì ý nghĩa của cái tâm thí này là chúng ta sẽ lấy ân báo oán. Cả nhà nắm chỗ này chưa? Hình dung ra không ạ? Thì thực tế là cũng không cần phải đi đâu xa đâu ạ, phải không cả nhà? Vì bây giờ hàng ngày chúng ta tiếp xúc với con của mình thôi. Con ví dụ như là khi mà con còn nhỏ, con mà nó không ăn ý, là có phải con nó làm cho chúng ta lo lắng, đúng không ạ? Khi chúng ta lo lắng thì sao? Chúng ta tích khối điện tử âm cho con, đúng không? Mà mọi người quan sát cuộc sống, mọi người biết rồi, là khi mà càng khối điện từ âm nó càng lớn ý, thì sao? Chúng ta lại càng thấy cái đấy nó diễn đi diễn lại, đúng không ạ? Có phải ngày xưa nuôi con nó không ăn lo thì nó lại càng ngày nó càng không thèm ăn cho, đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ chúng ta hiểu rồi, thì thay bằng cái việc đấy là từ cái sự kiện là con nó không ăn, đã dạy cho chúng ta bài học gì?
đúng không? Bài học là chúng ta cần phải rèn luyện tính, à, kiên trì, đúng không? Gì nữa? Đúng, chúng ta phải đi tìm cái nghiệp thức là nấu ăn ngon hơn. Gì nữa? Gì nữa? Còn rất rất nhiều bài học. Thì đấy có phải là khi đó con nó là một, à, một người thầy buộc chúng ta phải hoàn thiện bản thân của mình, đúng chưa ạ? Thấy biết ơn con chưa? Không có con thì không có cái thứ đấy, đúng không cả nhà? Thì lúc này làm sao? Thay vì tích cái khối điện từ âm cho con thì chúng ta sẽ tích khối điện từ dương cho con. Thì lúc này không cần yêu cầu, con nó cũng sẽ tự ăn. Cả nhà tin không ạ? Cái đấy nó chỉ đơn giản trong cuộc sống của chúng ta thế thôi. Hay là kể cả ví dụ như con mình nó ốm nhé, con mình nó ốm mà mình lo lắng thôi, bản thân mình lo lắng thôi thì cũng là tích điện từ âm. Nên là từ những cái việc rất 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 nhỏ trong cuộc sống này của mình đơn giản để tích cái này cả nhà. Nên chính vì thế khi chúng ta hiểu được cái điều này rồi á thì sao ạ? Những cái gì mà tự nhiên nội tâm mình nó cứ lăn tăn thì có nghĩa là mình đang tích cái khối điện từ âm cho cái người mà mình đang hướng đến á. Bởi vì sao ạ? Đơn giản là điện từ âm nó hình thành từ cái gì? Từ việc mình gây cho người khác sự đau khổ đúng không? Nhưng mà ví dụ lo lắng nó cũng phải là một dạng đau khổ không? Cả nhà hình dung không ạ? Thế nên là chính vì thế khi mà chúng ta hiểu được cái tâm thí này là chúng ta sẽ lấy ân báo oán. Nên là bây giờ trong cuộc sống có bất kể một cái thứ gì diễn ra đi chăng nữa mà chúng ta hơi lăn tăn nội tâm ấy, thì hãy hỏi rằng chúng ta học được bài học gì? Chúng ta học được bài học gì? Và để nó tăng cái điện từ dương lên ấy, thì sao ạ? Quảng bá cái tính hữu dụng của bài học này. Ồ đấy, con tôi không ăn nhá, thế là nó dạy cho tôi là tôi đi học nấu ăn này, nấu cái món này ngon cực, đúng chưa? Đúng không ạ? Mình quảng bá như thế có phải là mình đã là rất là trân trọng biết ơn cái bài học đấy không? Thì tự nhiên con nó tích được phước đức. Thế nên là bây giờ mà nhìn con mà chưa ưng ý mà cứ càng ngày thấy nó càng sao sao ấy thì lúc đấy sao ạ? Thì phải hiểu rằng là chúng ta đang tích cái gì cho con? Đang tích cho con rất nhiều cái khối điện từ âm. Nó nghe nó áp lực kinh quá, thì thôi nói từ điện từ khối điện từ âm cho nó nhẹ nhàng. Thì đấy là cái tâm thí. Em tóm tắt lại, tại vì cái này ý, khi mà chúng ta hiểu được ý, thì chúng ta có đơn giản trở thành cỗ máy tích tạo công đức phước đức cho người khác không ạ? Rất là đơn giản, đúng không ạ? Nên là bây giờ ai mà mình nhìn thấy người ta ABC Z như nào đấy thì mình áp dụng bài học này thôi. Nhưng mà dù gì thì nó vẫn là nhân duyên và tổng nghiệp. Không chỉnh lại nội tâm chị. Mềm mồm mình nói nhưng mà nội tâm mình an vui cũng là được. Chứ cũng chưa cần phải nói to chứ không phải là quá. Thì đấy là tâm thí hôm nay em chia sẻ đến cả nhà mình. Em ơi, không có bút. Ngôn thí. Ngôn. Không, em không nói. Em vừa quay ra chị, cảm ơn chị. Đây cả cái hộp với lên đi. Ngôn là gì ạ? Ngôn là lời nói. Thì nó có một cái câu. Đấy là nghĩa là khi mà nó có bốn cái yếu tố này thì chúng ta cũng rất là
đơn giản để thay đổi cái cuộc sống của mình thôi. Đấy là nhất âm, nhất âm, nhì tướng, tam thổ và tứ đức. Nhất âm, nhì tướng, tam thổ và tứ đức. Câu như thế này ạ, cái mà để cho chúng ta chuyển hóa nhanh nhất trong bốn cái này là cái gì ạ? À, nhất âm, đúng không ạ? Âm là cái gì? À, âm thanh hay gọi là cái lời nói của chúng ta ấy ạ, đúng không ạ? Nhì mới đến tướng. Tướng thì ở đây chúng ta có cái gì ạ? Nhan thí và nhãn thí, hai cái đấy nó kết hợp với nhau, bởi vì nhiều khi cười là nó phải kết hợp với ánh mắt nữa, đúng chưa ạ? Cười sẽ kết hợp với ánh mắt nữa thì nó mới thay tướng của chúng ta được. Còn tam thổ là gì ạ? Thổ chính là bạn mình chơi, nơi mình ở. Thổ có nghĩa chúng ta hiểu ở đây là bạn mình chơi, nơi mình ở, thì có nghĩa là như chúng ta vẫn thường hay nói rằng là mình chơi với 5 người hạnh phúc thì mình là người thứ 6, đúng không ạ? Hoặc là mình chơi với 5 người giàu thì mình là người thứ 6. Cuối cùng nó mới là tứ đức. Đức ở đây có nghĩa là công đức và phước đức đó. Thì cái nhất âm này là sao ạ? Thì ở đây em chia sẻ với cả nhà, bởi vì cái âm này nó có phải ra từ miệng của chúng ta, đúng không ạ? Hay nó còn gọi là khẩu. Thì chúng ta sẽ dùng những cái này. Khi mà chúng ta nói những cái lời nói vui vẻ, những cái lời nói mà mang lại niềm tin cho người khác, hay là lời nói mang lại trí tuệ, lời nói mang lại hy vọng, lời nói mang tính khen ngợi, lời nói mang tính khích lệ, lời nói mang tính xây dựng. Nó còn một cái gì nữa nhỉ, sao em không nhớ? Khen ngợi này, khích lệ này, khẳng định biết ơn chị.
khi mà chúng ta gọi là mở khẩu, nói là mở khẩu đúng không ạ, mang cái tính vui vẻ, mang niềm tin, mang lại hy vọng, mang lại trí tuệ, hoặc là lời nói khen ngợi, lời nói khích lệ, lời nói khẳng định và lời nói xây dựng cho người khác ấy, thì có phải là đơn giản chúng ta có dễ tích công đức phúc đức không ạ? Có đơn giản tích công đức phúc đức không cả nhà? À, cái lời nói vui vẻ thì mang vui vẻ hay niềm tin và hy vọng thì chúng ta đều hiểu rồi đúng không ạ? Nghĩa là mình nói ra, ví dụ như là bây giờ là em chia sẻ cho mọi người này là mọi người có hy vọng là mình thay đổi cuộc sống không? Đúng không ạ? Có thay đổi đúng không ạ? Còn cái lời nói mang lại trí tuệ là, ví dụ như em chia sẻ cái này là đang nâng tầm nhận thức nội tâm lên cho mọi người, thì nó là lời nói mang trí tuệ, đúng không ạ? Thì những cái lời nói này vui vẻ, niềm tin, trí tuệ và hy vọng, thì đấy là chúng ta sẽ dùng cho những người mới quen, hay còn gọi là người sơ giao. Cả nhà hình dung không ạ? Thì khi mà chúng ta mới quen thì chúng ta hãy dùng lời nói mang lại sự vui vẻ này, mang lại niềm tin, mang trí tuệ và mang hy vọng cho họ. Còn những cái lời ví dụ như khen ngợi này, khích lệ, khẳng định và xây dựng thì sẽ dùng cho người thân, người quen thân ý. Tại vì ví dụ như cái lời khen ngợi này này, giả sử như bây giờ cái người mà mình mới gặp họ chẳng hạn, mình thấy họ mặc một cái bộ đồ rất là đẹp, đối với mình là đẹp, thì mình bảo ôi sao hôm nay chị mặc đồ đẹp thế. Nhưng nếu như giả sử cái người đấy người ta đang không thích cái bộ đồ đó, nó chỉ đẹp đối với mình thôi mà, đúng không ạ? Thì mà mình khen ngợi như thế thì sao? À, có khi người ta lại quay lại người ta mắng ấy chứ, đúng không? Vì là cái lúc đó, cái lúc khi mà mình vừa mới gặp họ là mình chưa có nắm được nhiều thông tin về họ. Nên là chúng ta mà sử dụng những cái lời này á, là làm sao ạ? Người ta không đón nhận được đâu, đúng không ạ? Nên là về tất cả những cái này này, là nhớ là dùng cho người thân quen, những người thân, người quen. Còn những cái người mà mình gọi là mới quen biết thì mình nên dùng cái từ vui vẻ, niềm tin, trí tuệ và hy vọng đó. Thế còn cái ví dụ như cái lời khẳng định này thì nó giống như là ví dụ như con của mình ấy, lời khẳng định là sao ạ? À, mình khẳng định là họ sẽ làm được việc đó chẳng hạn. Hiểu ý, ví dụ như con mình, con mà nó đang lưỡng lự cái điều gì đó chẳng hạn, thì chúng ta sao? À, mẹ tin là con sẽ làm được, đúng không ạ? Hoặc là mọi người đồng nghiệp trong công ty này mà chúng ta làm việc với nhau lâu năm rồi chẳng hạn, mà họ lăng tăng cái điều gì đó mà cái điều đó là nó có thể hướng đến cái điều tốt đẹp, thì mình khẳng định với họ rằng là à, tôi tin là bạn sẽ làm được, đúng chưa? Khi mà chỉ cần một ai đó nói với mình như vậy thôi thì bản thân mình làm sao? À, mình sẽ tự tin hơn rất là nhiều, phải không? Mà khi mà mình nói, mình khích lệ người khác, mình khẳng định với người khác ý, thì có phải là người ta cũng cảm thấy rất là tự tin, thì lúc này chúng ta có tích tạo được công đức phước đức không? Đơn giản để tích tạo công đức phước đức, đúng không cả nhà? Thì hôm nay em có đọc một cái câu chuyện ở trong cộng đồng, em thấy nó cũng rất là hay và rất là đời thường. Mà em bảo là đúng là cái ngôn thí này nó cũng chỉ là khi mà chúng ta thay đổi cái này này, thay đổi cái cách nói, là cái tình huống nó đã chuyển dịch một nó sang một cái trạng thái khác rồi. Thì cái câu chuyện đấy là có nghĩa là mọi người là đi, ví dụ như là đi phụng sự cái khóa học này đi. Thế thì hôm đấy là cả cái đoàn phụng sự đấy là đợi đi tập trung để đi ăn trưa. Thì đi ăn trưa thì cái lúc đấy là cái người vợ mới lên xe trước, thì đợi chồng để gọi là làm cái gì, việc gì với bên lễ tân ấy. Thế thì trời thì rất là nắng, mà xe mọi người ngồi lên hết trên xe rồi, chỉ còn đợi mỗi một người đấy thôi.
thế thì bình thường, bây giờ hỏi các người vợ này, bình thường mà để mọi người đợi lâu như vậy thì chúng ta thường làm sao ạ? À, chúng ta thường là cáu, đúng không ạ? Chúng ta thường là cáu hoặc là đi ra nhìn thấy mặt một cái, làm cái gì mà lâu thế, đúng chưa ạ? Nhưng mà trong tình huống này thì cái người vợ đấy đã làm như thế này. Khi mà thấy đợi chồng rất là lâu thì đến khi cô mới xuống, thì cô mới nhìn thấy chồng là đang đi tìm xe. Cô mới nói rằng là: em xin lỗi anh vì em đã không chỉ cho anh xe của mình ở đâu. Thay đổi hoàn toàn cái cách nói, đúng không cả nhà? Và lúc đấy làm sao ạ? Cái người lái xe ấy, người ấy mới bảo là: mấy chục năm nay rồi tôi mới nghe thấy người vợ xin lỗi chồng. Thì cô mới rất ngạc nhiên, bởi vì thực tế là cô sống trong cái môi trường gọi là soạn cái tâm thái luôn có sự cho đi này rồi. Thì cô mới hỏi người lái xe là, cô cũng ngỡ ngàng vì người ta thắc mắc như vậy, bởi vì cô sống trong cái môi trường là luôn gọi là, nghĩa là sống trong cái môi trường nó gọi là môi trường tốt rồi, mọi thứ quan niệm về đấy nó chuẩn rồi. Thì cô cũng rất ngạc nhiên với cái người lái xe đấy. Nhưng qua cái câu chuyện đấy em mới thấy rằng là chúng ta chỉ cần thay đổi cái lời nói này thôi là tình huống nó đã khác đi hoàn toàn. Cả nhà hình dung không ạ? Đó, nó chỉ là thay đổi cái cách nói một chút thôi. Bình thường chúng ta phản ứng theo cái kiểu là nóng vội, khó chịu, đúng không ạ? Nhưng đây cô đã nhận lỗi về chính bản thân mình, chứ không phải là đổ lỗi cho chồng nữa. Đấy thì là cái nhất âm nhì tướng. Còn về cái phần xây dựng này, cái khẩu mà khi nói xây dựng này thì cả nhà để ý, nếu như mà ai mà đã học NLP thì sẽ biết có cái khung ngôn ngữ gọi là khung đồng thuận. Nó rất là hay thôi, nó cũng chỉ là chỉ dùng một từ rồi nó cũng sẽ chuyển ngữ như vậy. Nghĩa là khi mà mình muốn xây dựng cái gì cho ai ấy, cái khung ngôn ngữ đồng thuận thì nó sẽ chỉ ra là nó có bốn cái khung. Nhưng mà em chỉ nhớ có một cái khung đấy thôi. Cái khung mà ví dụ như là ra lệnh ấy thì mình không nói rồi, nó giống như quân đội ấy. Nhất là tôi nói là phải nghe. Thì cái khung ra lệnh đấy thì không nói làm gì. Nhưng mà nó còn cái khung phủ định là mình hay nói theo cái kiểu này: em làm nhất rất là tốt nhưng. Nhưng thế là nó phủ định hết rồi. Nhưng mà tuy nhiên, đúng không ạ? Thế thì thay bằng cái việc đó là chúng ta dùng từ gì nếu xây dựng để người ta đón nhận á? Không phải nên nó là khuyên rồi, mà thay bằng từ và. Có nghĩa là em đã làm việc này rất là tốt, và theo ý kiến của anh, của chị thì có thể em bổ sung thêm cái này cái kia. Thay bằng từ nhưng thành từ và là nó đã khác hoàn toàn cái ý nghĩa, và cái người nghe người ta đã cảm nhận nó ở một cái thực sự là muốn xây dựng. Cái này áp dụng trong ngôn ngữ gọi là thư tín thương mại, rất là hay. Dạ, xin xẻ. Thực ra thì tôi cũng biết về cái ngôn ngữ của NLP ấy, thì cái tác dụng của thay bằng từ và từ nhưng ấy, là nó xoay chuyển cái từng thế rất là tốt. Nhưng là nó dẫn đến một cái kết quả gọi là phủ nhận hoàn toàn cái đằng trước. Mặc dù đằng trước là khen một chuỗi dài khen, nhưng ABC là chúng tôi đang làm rất tốt cái dự án này, nhưng đến thời điểm này nó lại có kết quả như thế này. Nghĩa là mình phủ nhận tất cả những cái hay trước đó. Nhưng mà đến khi mà mình tôi đã làm được tất cả những cái điều ABC như thế này, và ở thời điểm hiện tại thì nó có vấn đề ABC như thế này, tức là nó chỉ thêm vào một chút, nó rất là nhỏ thôi,
và nó rõ ràng một cái điều bất như ý, nhưng mà cái người nghe thì người ta tiếp nhận nó với một cái tâm thái rất là tốt. Thế thì cái này mà mọi người mà áp dụng trong cái ngôn ngữ của thư tín thương mại thì nó rất là hay, mà cụ thể là trong tất cả các văn bản công văn mà gửi cho khách hàng ấy, mà biết được cái cách sử dụng ngôn từ này thì nhẹ nhàng vấn đề đi rất nhiều. Đấy, thư tín thương mại và các công văn gửi đi cho các bên liên quan rất quan trọng. Dạ, biết ơn chị đã chia sẻ, biết ơn cả nhà. Thì cái ngôn thí nó là như vậy. Cả nhà có chia sẻ hay có hỏi gì em không ạ? Thì ở đây chúng ta chỉ nhớ là khi mà chúng ta mở miệng là chúng ta nói những cái gì? Vui vẻ, niềm tin, trí tuệ và hy vọng đối với người mới quen. Còn khen ngợi, khích lệ, khẳng định và xây dựng đối với người thân quen. Đúng không ạ? Và cả nhà để ý những cái này để chúng ta áp dụng vào bữa cơm trong gia đình ấy. Bởi vì cả một ngày ngồi với nhau có một lúc thôi, nên là sao ạ? Vui vẻ, niềm tin hoặc là khen ngợi, khích lệ. Nhớ cái điều đấy chứ, còn bởi vì nhiều khi bước vào bữa cơm mà nói một hai câu mà nó không phải mang những cái thứ này là không muốn ăn nữa đâu. Bởi vì bình thường chúng ta là cái gì ăn trước ạ? Chúng ta thường hay nói cái gì ăn trước? Tâm chúng ta ăn trước, đúng không? Rồi mới đến miệng chúng ta mới ăn sau. Nên là cái này khi mà chúng ta hiểu thì chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống của mình nó đơn giản như vậy thôi. Thổ là bạn mình chơi, nơi mình ở. Đức này là công đức phúc đức. Có nghĩa là cái này chị hiểu rằng là để mà chuyển hóa đơn giản nhất ý, chúng ta ưu tiên đầu tiên là nhất âm, xong đến thứ hai mới là cái tướng của chúng ta, thứ ba mới là bạn mình chơi, nơi mình ở, là cái để mà mình ảnh hưởng cái năng lượng ở đó. Thì thứ tư nó mới là công đức phúc đức của mình. Nên là cái ngôn thí này, nó gọi là cái ngôn của mình ấy, nó được đặt lên hàng đầu như vậy. Thì em lấy ví dụ như cái câu chuyện vừa nãy chị hiểu rồi đúng không ạ? Thay vì bằng chúng ta nói thôi mà, nó chỉ là nói thôi mà. Và ngay kể cả mọi người thấy rằng nhiều khi một con người người ta chuyển đổi chỉ nhờ một câu nói của một ai đó, mà nó thay đổi trong một tích tắc luôn. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Cả nhà có công nhận với em chỗ này không ạ? Đúng rồi. Đó. Cái cách nói của mình ấy chị. Vâng. Và mình nhớ cái này. Nhãn thí, nhan thí, nhãn thí kết hợp với nhau là mắt mê miệng để cười. Hết rồi. Còn cái thân, cái gì? Thân thí à? Đúng một tờ. Tháo cái này ra. Nói mang lại niềm tin.
vui vẻ, hy vọng, trí tuệ. Nói mang lại sự khen ngợi, khích lệ, khẳng định và xây dựng. Thì đấy là mai là phải hết. Là hôm sau có sự kiện thì không cần phải bóc đâu. Tôi thắc mắc, tôi hỏi cái này là cái gì? Mình như là quảng bá được cái lớp học của mình. Mình bóc đi thật là để nguyên cái này cũng không xấu đến buổi lễ bao nhiêu đâu. Một thằng bí buổi lễ rất đẹp, rất sinh động hơn. Ví dụ sáng nay mà để mà mấy ông Tây đấy mà hỏi Vương ngồi gì cả buổi xong không biết. Có chuyện để nói. Kinh trong nói biết nó cái gì nữa đấy. Anh ngồi tí đi anh. Thế là ngồi tí là nếu để nguyên thì mình rất tốt đẹp. Vâng, tức là hôm nay là buổi ký kết thành công tốt đẹp, và nếu như để cái này lại thì câu chuyện nó cũng sinh động hơn nhiều. Có nhiều chuyện để nói hơn nữa. À, về cái ngôn thí này, nó còn một cái này nữa mà em quên chia sẻ với mọi người, là khi mà chúng ta khen ngợi các con ấy, khen ngợi các con ấy, thì nó gọi là, nó có gọi là cái 8 cái tố chất của nhân tài. Thì mình khen là mình tập trung vào cái đó, chứ mình không khen con giỏi hay là không khen con ngoan, vì cái đấy nó không rõ ràng nên con nó sẽ không hiểu. Thì cái 8 cái tố chất nhân tài đấy thì mọi người ghi vào giúp em nhé. Đấy là cái sức học tập này, khen con về sức học tập, khen con về sức học tập, về sự dám thay đổi, dám nhận lỗi. Sức học tập, dám thay đổi, dám nhận lỗi, cống hiến, gánh vác, trân trọng, biết ơn, khiêm tốn và kiên trì. Thì chúng ta sẽ khen vào 8 cái tố chất đấy của con. Ví dụ như con ở nhà mà con giúp đỡ mình ấy thì sao ạ? Biết ơn con đã cống hiến gánh vác, đúng không ạ? Khi mà mình khen con là nó cụ thể như vậy. Hoặc là cái sức học tập của con ấy thì khen con là có sức học tập như thế nào đó. Cả nhà hình dung không? Thì cái này nó sẽ khuyến khích con, nó phát triển những cái yếu tố đó. Đúng rồi, nó là cụ thể. Hoặc là ví dụ như là con nói là con xin lỗi mình ý, mình xin lỗi mình ý, thì mình phải ghi nhận là con là người dám nhận lỗi, đúng chưa ạ? Mình ghi nhận con bằng cái đó. Cả nhà hình dung không ạ? Đó thì là chúng ta sẽ dùng cái đó. Hoặc là con mà thực ra trẻ, nhiều bạn là bạn rất là kiên trì luôn. Ví dụ như nó đòi quà ấy, đúng không ạ? Đúng không? Nhưng mà bình thường thì làm sao? Mình cứ nhảy cổ cộ lên, nó nói được 2-3 câu là bắt đầu là quá, sao con nói nhiều thế? Nhưng mà bây giờ thay đổi ngôn ngữ thì làm sao ạ? Còn đúng là nhân tài, kiên trì, không thể hình dung. Kiên trì thực sự, trẻ là những người rất kiên trì. Và người lớn ý, không đủ tư cách dạy trẻ. Mà bởi vì là chúng ta làm sao kiên trì bằng trẻ? Mình chỉ đủ tư cách khi mình phải kiên trì hơn bạn ấy. Nên là đừng nghĩ là người lớn mà đã dạy được trẻ không dạy được đâu cả nhà. Nên là chúng ta phải lưu ý cái chỗ đấy. Mình chỉ có thể có đủ tư cách là đồng hành cùng con thôi, chứ còn không đủ tư cách dạy con đâu.
Còn tiếp theo là về thân thí. Thì thân thí ở đây có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là gì cả nhà? À, hành động. Hành động nhân ái. Đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây nếu như mà cái việc mà chúng ta giúp người, cái việc mà chúng ta giúp giúp đỡ con người mà chúng ta gọi là không mong cầu điều gì thì chúng ta không có thì cái đấy nó đã là quá tốt rồi, nó gọi là thiên bất cầu báo. Thì khi mà mình giúp đỡ người khác, mình không có mong cầu gì, không có đòi hỏi gì thì cái đấy là quá tốt rồi. Nhưng mà nếu như mà chúng ta vẫn còn băn khoăn trong cái việc mà chúng ta giúp đỡ con người ấy, thì chúng ta cần lưu ý một số như này. Thì có thể là chúng ta sẽ giúp người, đầu tiên là người ở gần mình. G-O-N Nhiều khi nó vui lắm, không biết là mình biết đúng hay sai không. Gần mình này, người cần mình. Cần những người cần. Cần mình. Người gần mình, cần mình. Người trân trọng biết ơn. Và người có ơn với mình. Người gần mình, người cần mình, người trân trọng biết ơn và người có ơn với mình. Người gần mình là như nào? Thì ở đây nó có một câu chuyện. Nó có một câu chuyện. Đấy là ở cái khu vực này nó xảy ra một cái trận lũ quét. Thì ở đó ấy, là cái người chồng mà sau cái sự kiện đấy thì là cái đấy là như này. Cái người chồng đấy là người ta chỉ cứu vợ thôi mà lại không cứu con. Thế thì phóng viên người ta mới đến, người ta mới nghĩa là người ta chỉ đưa tin về cái thông tin của cái trận lũ ở cái ngôi làng đấy thôi. Thì ở trong làng ấy, người ta rất đặt câu hỏi là tại vì sao mà cái người chồng này lại không cứu đứa con mà lại cứu vợ, hay là như kiểu là cứu vợ chỉ để là về sau có thể sinh được những người con khác. Thế thì khi mà phóng viên người ta xuống thì người ta cũng nghe được những cái câu nghi vấn như vậy. Thì người ta mới đến, là người ta đến nhưng mà người ta không có mục đích là người ta đưa tin đâu. Người ta chỉ đến để hỏi thăm gia đình đấy thôi. Thì phóng viên mới hỏi, nghĩa là cũng nói chuyện thì người chồng cũng ra tiếp. Thì phóng viên mới hỏi, cũng hỏi là đấy tôi nghe nghi vấn như vậy thì cũng không biết là tình hình cụ thể như thế nào mà anh lại hành động như vậy. Thì người chồng mới nói là như thế này này. Thực ra ấy, con mất thì tôi cũng rất là đau xót. Nhưng cái tình huống khi đó ấy, là lúc đó là người vợ ở gần tôi nhất. Mà con thì chơi ở đằng xa. Nếu như mà tôi mà quay ra cứu con thì quay lại tôi không cứu được vợ nữa. Nên ngay cái tình huống khẩn cấp đấy thì tôi chỉ có thể cầm tay vợ để chạy lên trên đồi thôi.
mà vẫn phải nhìn con bị cuốn trôi đi vậy. Thế thì qua cái câu chuyện này cho chúng ta cái bài học gì? Nếu như khi mà chúng ta đầy đủ mọi nguồn lực thì chúng ta có thể giúp bất kỳ ai. Nhưng nếu khi chúng ta chưa đủ nguồn lực thì chúng ta giúp ai ạ? À, giúp người gần mình. Cả nhà hình dung cái chỗ này không ạ? Mình giúp người gần mình là như vậy. Và thực ra cái bố thí này ấy, thì mọi người hình dung ra là khi mà mình trong cái khả năng của mình thì mình giúp, mình không nên mong cầu. Bởi vì khi mà chúng ta đã mong cầu ấy thì ý niệm của chúng ta đã làm sao ạ? À, nó đã bị âm rồi. Nó đã bị âm rồi. Nên là mọi người hình dung này có rất nhiều người, người ta làm rất việc rất là tốt, hoặc là người ta đi làm từ thiện rất nhiều ấy, nhưng tại sao người ta vẫn nghèo? Là vì sao ạ? Cái đấy là mình nhìn, mình quan sát thì mình sẽ thấy thôi, đúng không ạ? Nên là khi mà mình làm cái gì trong cái khả năng của mình giúp được ai thì phải giúp cho cực kỳ thoải mái. Nó chỉ còn một chút lăng tăng thôi thì tốt nhất là không nên làm. Bởi vì lúc đấy nó không phải là tích phước nữa mà nó lại là tích điện tử âm. Đúng không ạ? Nên là khi bất kể làm một cái điều gì, chúng ta cần phải hỏi bản thân mình ấy, là mình có thực sự thoải mái khi làm việc này không? Nếu như mà không thoải mái thì tốt nhất đừng làm. Thì khi mà em học một cái khóa học khác thì nó có một cái câu chuyện tương tự như thế này. Nghĩa là khi mình làm việc tốt ấy, thì đấy là câu chuyện về Hòa Thượng Tuyên Hóa. Ngài là một người rất giỏi trong chữa bệnh. Ngài rất giỏi trong chữa bệnh có nghĩa là Ngài có thể chữa, gọi là chữa bách bệnh. Nhưng Ngài đã không hành nghề. Ngài chỉ giúp khi mà trong cái trường hợp gọi là thuận duyên. Thuận duyên. Chứ còn bình thường là Ngài không. Thì có người đã hỏi Ngài là vì sao Ngài lại không gọi là mở ra cái nghề để gọi là chữa bệnh, để giúp đỡ cho người dân ấy. Nói này này, thà rằng trong 100 người ta chữa, nếu như mà 99 người khỏi mà 1 người không khỏi thì thà rằng ta không làm còn hơn. Thì cái này ai phải gọi là thấu hiểu thực sự bản thân mình thì mình mới hiểu được cái câu Ngài nói. Là bởi vì ví dụ như là làm mình giống như kiểu là mình làm, đôi khi đối với chính bản thân mình cũng thế thôi. Có thể mình làm 10 việc tốt, có 10 việc mình làm 10 việc tốt, nhưng mà có một việc mình làm chưa tốt, bản thân mình có lăn tăn không? Tự nhiên nội tâm mình nó rất là lăn tăn. Thế thành ra là Ngài mới nói một điều là như vậy. Thì cái việc mà chúng ta đi giúp đỡ người khác ấy, thì chúng ta cũng rất cần phải làm cái điều đó. Nếu lăn tăn tốt nhất là đừng làm gì. Bởi vì đôi khi có những việc là chúng ta không làm gì, chúng ta cũng tích phước đức hoặc công đức. Đúng không ạ? Tại vì ví dụ như bây giờ cái thằng ăn trộm ấy, nếu như tốt nhất là đừng làm gì thì có phải là nó cũng đang tích phước không ạ? Đúng không ạ? Cả nhà hình dung không? Thế thì ngay kể cả bây giờ như hôm trước em cũng chia sẻ với mọi người ấy, là ví dụ như là đối với bố mẹ mình ấy, nhiều khi là mình đừng làm gì để cho bố mẹ quan tâm mình ấy, thì có phải là mình cũng đang tạo phước cho bố mẹ, đúng không ạ? Bởi vì đa phần người già người ta có một cái tâm lý là người ta sợ. Không phải, tâm lý là người ta sợ bị gọi là cảm thấy mình bị vô dụng ấy.
mình không được người khác quan tâm ấy. Cả nhà hình dung ạ. Nhưng mà tâm lý của con cháu thì sao? Bố mẹ lớn tuổi rồi, không phải làm gì đâu. Đúng không ạ? Nhưng về tâm lý của ông bà không phải là như vậy. Thế nên là đôi khi chúng ta cứ để yên đấy, bố mẹ cho gì nhận hết, đúng không? Thì đấy cũng là chúng ta đang đang tích phước. Nhưng mà cái đấy chúng ta phải hiểu về tâm lý, hiểu về tâm lý, chứ không có nghĩa là mình cứ bảo ông bà phải ngồi yên là nó đã tốt đâu, đúng không ạ? Mà càng người già ấy, được quan tâm con cháu là nó rất là vui, mà con cháu lại hào hứng với cái thứ đấy nữa thì sao ạ? Trời ơi, người ta lại càng vui, đúng không? Thế nên là bây giờ chúng ta chỉ cần thay đổi cái ý niệm, thay đổi cái suy nghĩ là được. Thế còn đối với cái thứ hai là người cần mình. Cái người cần mình này là như nào? Bây giờ em hỏi mọi người một cái tình huống này, khi nuôi con nhỏ đã biết rồi đúng không? Nhiều khi mình đi dép cho nó có cần. Nó không phải, mà nhiều khi thế này, nó bảo con tự đi, hoặc là con muốn bố đi hoặc mẹ đi cơ, đúng không ạ? Thế thì nếu như ví dụ như là mình bảo là để mẹ đi dép cho con, thì nó bảo là không, con muốn bố đi cơ. Thế thì lúc này có phải là chúng ta đang nhiều chuyện, đúng chưa ạ? Con nó có cần đâu mà giúp, đúng chưa? Thế thì bây giờ làm sao để biết người ta cần? Mình phải hỏi, một là nhờ, hai là mình muốn giúp thì mình hỏi, đúng chưa ạ? Đúng không ạ? Nếu như ví dụ như trường hợp là cái đứa con đi, tự nhiên có phải là mình xông vào nó lắm, đứa nó còn phản ứng theo cái kiểu nó lăn bò dài ra, nó bắt thay, hoặc ví dụ như mặc quần áo cho nó xong, nó bảo không, con muốn bố mặc cơ, hoặc muốn mẹ mặc cơ, nó còn lăn ra ấy. Thế là cuối cùng mình lại phải sao? Lại phải cởi lại ra cho nó, đúng không ạ? Tự nhiên làm sao ạ? Nhiều chuyện mà. Có khi lúc đấy mình bực bội thì mình lại tích cái gì cho con? Tích áp lực cho con, đúng không ạ? Nên là khi chúng ta biết được cái này thì nó có phải là chúng ta rất cần tôn trọng cái người mà mình muốn giúp không? Đúng không? Và mình phải hỏi người ta, bây giờ nhìn thấy người ta đang làm, chị có cần em giúp không? Chứ đâu có nghĩa là mình cứ xông vào mình làm là mình nghĩ là là mình làm việc tốt. Nhưng mà đôi lúc người ta bảo không, chị không cần, đúng không ạ? Nên là cái giúp người cần mình là như vậy. Khi người ta cần thì người ta nhờ. Còn nếu như mình thực sự muốn giúp họ thì mình hỏi. Hỏi họ cần thì mình giúp, đúng không ạ? Còn không cần thì thôi, mình cũng không lăn tăn gì cả. Nhiều khi là chúng ta cứ lăn tăn theo cái kiểu như người ta không cần, nếu mình cứ nhảy vào thì mình lại áy náy theo cái kiểu là như vậy. Nhưng mà bây giờ mình cần phải học cái cách tôn trọng, để ít nhất ví dụ như con của mình ý, nó bảo là nó tự làm thì tôn trọng cái việc con tự làm, đúng không? Chứ làm sao cứ nhảy alo xô vào đấy làm gì, nhiều khi nó có khiến đâu. Xong rồi nó không khiến thì chúng ta lại bực bội. Mà bực bội thì là gì sao? Là sao ạ? Là lại tích điện tử âm cho con. Đó. Thế nên là khi mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta cũng cần phải thân thí cho ai ạ? Người cần mình. Còn không đủ nguồn lực thì cân nhắc, làm cho ai được thì làm, chứ còn nó cũng không sao. Bởi vì khi chúng ta hiểu rồi, nó do là công đức phước đức, do tổng nghiệp của mình với họ, tổng nghiệp duyên của mình với họ thôi, đúng không ạ? Chứ không nhất thiết nếu như mà tổng nghiệp duyên của họ đến cái lúc đấy cần phải người đấy giúp ấy, thì không có mình thì có người khác. Nên là không việc gì phải lăn tăn cả. Mình thực sự có nhân duyên sâu dày với người ta thì mình có cơ hội để mình giúp đỡ và phụng sự. Còn nếu như không có thì cũng không sao. Mà cái việc của họ giải quyết ý, không có mình thì cũng có người khác. Thì bây giờ ví dụ như ở công ty mình cũng thế thôi. Bởi vì là mọi người có cơ hội được nghe cái này, thì thực tế là không có em thì cũng sẽ có người khác,
đúng không ạ? Bởi vì tổng nghiệp nó quy định ngày đấy, giờ đấy, cái đấy nó phải diễn ra rồi. Cả nhà hình dung không ạ? Đó. Tổng nghiệp không nghe được, từ lương ông cũng không ngồi nghe. Anh ơi, ví dụ như kể cả trừ lương nó cũng là do cái gì ạ? À? À, do tổng nghiệp. Đúng ạ. Trừ lương thì nó cũng là do đúng. Do tổng nghiệp. Nói trừ lương thì không đúng, mà dùng từ là coi như buổi chiều này không đi làm. Đi làm thì ngồi đây để làm được tổng công. Không ngồi đây thì không đi làm. Thế ngồi đây là thêm 30 phút nữa là chủ tịch cộng thêm thực ra là nếu như mà mình có cái nội tâm đủ đầy rồi thì cũng không ham sở hữu quá ạ. Bởi vì chúng ta biết rằng khi chúng ta sở hữu là chúng ta đang xài cái gì ạ? À, đang xài phước của mình, đúng không ạ? Nên là xài càng nhiều thì mất càng nhiều. Nên là nếu như mình có một cái trạng thái đủ đầy rồi thì sao? Cái gì đến thì đón nhận và trân trọng biết ơn. Còn cái gì không có thì sao? An vui. Đúng không ạ? Có công thức hết rồi. Chỉ là ứng dụng làm sao thôi ạ. Phải không ạ? Thế còn về thân thí là về cái gọi là trân trọng biết ơn, là những người mà người ta có cái sự trân trọng biết ơn ý thì sao ạ? À, nó giống như là nghĩa là cái người mà người ta có cái sự trân trọng biết ơn này này thì có thể là khi mà mình hỗ trợ họ cái gì thì họ cũng đều rất là trân trọng, và có thể là người ta cũng sẽ mang cái đó đi quảng bá chẳng hạn, thì nó giống như là kiểu như là cánh tay nối dài hoặc là cái sự đền đáp tiếp nối đó, thì đấy nó là cái sự đối với cái người mà thân thí cho những người mà gọi là trân trọng biết ơn thì chúng ta cũng không phải lăn tăn điều gì cả, đúng không ạ? Bởi vì cái trân trọng biết ơn ở đây là ai mà có cái nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn ấy thì họ đón nhận được điều gì họ cũng rất là biết ơn, và người ta cũng còn khi mà người ta đã có sự trân trọng biết ơn rồi thì người ta sẽ gọi là nó có cái sự đền đáp tiếp nối ở đó. Thì có thể là người ta sẽ mang đi chia sẻ này, hoặc ví dụ như nhận được cái tri thức này mà mình cảm thấy mình thay đổi cái gì đó, mình đi chia sẻ với người khác để cho người ta cũng thay đổi, thì đó nó cũng là một cái gọi là trân trọng biết ơn tri thức, đúng không ạ? Đấy, nó cũng là một cái trân trọng biết ơn tri thức. Thế còn cái vì sao cái cuối cùng là thân thí cho cái người có ơn với mình? Tại vì sao cái này nó lại ở vị trí số 4? Bình thường tâm lý của chúng ta là ai mà có ơn với mình thì sao? À, mình sẽ tìm cách báo đáp, đúng không ạ? Mình sẽ tìm cách báo đáp ngay. Nhưng mà vì sao ở đây thân thí, ở đây chúng ta lại để cái người có ơn ở cuối? Là vì trong cuộc sống này này, đối với những người có ơn với mình, chúng ta không nên vội trả ơn. Là bởi vì mọi người hình dung này, khi mà cuộc sống của mình sống nó sòng phẳng quá thì sao? Nó không kết nối được nhân duyên. Nhân duyên nó không có sâu dày. Nên là với hai nữa là nó sẽ có những cái nhân duyên ấy, khi mà chúng ta mang cái tâm lý rằng là nhận thì phải trả ấy, nó lại không phải ý nghĩa là như vậy. Tại vì ví dụ như trong cuộc sống ấy, có những người con mà nghĩa là cũng không hòa thuận hay là thoải mái với bố mẹ, thì họ lại nghĩ rằng là họ về sau họ sẽ trả bằng tiền, đúng không ạ? Và người ta nghĩ rằng là người ta đưa tiền cho bố mẹ là người ta đã trả ơn rồi, đúng không? Nhưng đối với bố mẹ nó đâu có mang cái ý nghĩa là như vậy, đúng không ạ? Bởi vì bố mẹ sinh ra rồi nuôi mình lớn lên, nó không thể quy ra được bằng tiền,
đại quý nhân ấy, nhưng mà khổ một nỗi là đại quý nhân thì lúc nào cũng cũng bị oán trách cũng bị gọi là đối xử, gọi là nó ở cái chỗ nào ấy nó ở cái thứ mấy thì cái thân thí ở cái người có ơn này là đôi khi chúng ta cần phải chậm lại một tí, đừng vội trả ơn, để gọi là nó kết, nó gọi là kết nối, nó có một cái nhân duyên sâu dày với họ. Thì ở đây nó có một cái câu chuyện cũng rất là cảm động, khi em học thì em được nghe, đấy là nó gọi là cốc sữa bao nhiêu tiền, cốc sữa bao nhiêu tiền. Thì đấy là có một cái cậu bé này này, là mẹ cậu mất sớm, thì bố cậu lại suốt ngày uống rượu. Thì khi mà cậu khoảng 10 tuổi ấy, thì cậu vẫn phải vừa đi học vừa phải đi gọi là rửa bát thuê đó. Thì tối hôm đó là cậu trời nó gọi là bão tuyết ấy, mưa tuyết, thì cậu đi làm về nó muộn. Thế thì khi mà đi qua một cái căn nhà, cậu thấy có một căn nhà nó sáng đèn, thì lúc đấy vừa đói vừa rét, thì cậu mới lại cái căn nhà đó cậu gõ cửa. Thì khi mà gõ cửa thì cậu mới thấy một cô bé. Cô bé đấy chắc là cũng khoảng 6-7 tuổi gì đấy thôi. Thì cậu mới nói với cô bé là bây giờ anh chỉ còn có 1 đồng thôi, thì có thể là bán cho anh 1 cốc sữa nóng để cho anh uống được không? Thế thì cô bé mới nhìn thấy cậu bé thì cô bé rất là thấy thương, thì cô mới mở cửa cho vào và cô bảo là, và cô cũng pha cho cậu bé 1 cốc sữa rất là lớn để cho cậu bé uống. Thì khi cậu bé gửi cô bé tiền thì cô bé bảo không, em pha cho anh thôi, em không lấy tiền. Thế thì sau đấy là hai người ngồi trò chuyện rồi hỏi tên. Thì sau đấy cũng rất nhiều năm cũng không bao giờ không gặp lại nữa. Thế thì sau khi mà lớn rồi thì khi này cái bối cảnh nhà cô thì bố cô lại bị tai nạn. Bố cô lại bị tai nạn. Thế thì khi mà lên trên bệnh viện thì sau khi mà làm phẫu thuật xong cho bố rồi thì phải đóng viện phí mà. Nhưng mà nhà thì lại không có đủ tiền. Nhà không có đủ tiền thì lúc đó là cái ý định của cô là cô muốn ra chỗ cái quầy lễ tân của bệnh viện ấy để xem có cái cách nào để giúp cô có thể vay hoặc là nhờ một cái quỹ nào đấy người ta tài trợ. Thế thì khi mà ra quầy lễ tân thì cô mới biết là toàn bộ viện phí của bố cô đã được trả rồi. Và cái người bác sĩ mà phẫu thuật và chăm sóc chính cho bố cô ấy chính là cái cậu bé ngày xưa cô đã pha cho cậu bé 1 cốc sữa. Thì cái câu chuyện nó có cái đầu đề là cốc sữa bao nhiêu tiền. Thì có nghĩa là sao ạ? Khi mà chúng ta, đây là cái ý nghĩa của thân thí với người có ơn với mình. Cả nhà hình dung không ạ? Thì cái cốc sữa đấy thì về sau, khi đó thì cậu bé nghĩ là nó là 1 đồng, nhưng khi mà bố cô phẫu thuật ý, thì cái này nó lên đến 1.000 đô. Thì đấy là cái câu chuyện mà nó liên quan đến thân thì với người có ơn. Thì đối với những người có ơn với mình, chúng ta không vội để trả ơn, bởi vì là nó sẽ kết nối với chúng ta một cái nhân duyên sâu dày, sâu dày. Thì đấy là cái chủ đề ngày hôm nay em chia sẻ với mọi người là ngôn thí và thân thí. Ngôn thí và thân thí thì mọi người để ý là thân thí là mình giúp người khi nguồn lực không đủ, thì chúng ta giúp người gần mình và giúp người cần mình. Cái này thì cần phải lưu ý chứ không phải tự nhiên thành mình thành người nhiều chuyện và giúp người trân trọng biết ơn và cuối cùng là người có ơn với mình. Thì đấy là
cái chủ đề của ngày hôm nay là ngôn thí và thân thí. Thì bây giờ mọi người có chia sẻ hay có hỏi gì thêm em không ạ? Dạ. Lúc nãy có thấy Hà nói là tức là trong cái trường hợp ấy, tức là nếu mình còn lăng tăng cái gì ấy, thì tốt nhất là đừng làm, hoặc là ví dụ như trường hợp mà nói về một cái lương nghi gì đó, nói là 10 việc ấy mà có một việc mà nó không ổn thì là cũng không giúp, ví dụ vậy. Không nên làm. Không nên làm. Thế thì có câu hỏi đặt ra là đấy, ví dụ như là công ty mình thường nói là bây giờ ví dụ như là mọi việc ấy thì mình cũng không nên cầu toàn quá. Mình cứ nếu có việc gì thì mình cứ làm sau, nếu mà có vấn đề gì ấy thì mình sửa sau, rút kinh nghiệm sau còn hơn là cái ngồi đấy mà không làm gì, cái suốt ngày mà nghĩ, suốt ngày lo nó không có kết quả. Thì nó có mâu thuẫn gì không? Nếu cái trường hợp cầu toàn quá kiểu như thế. Tức là bây giờ nha, bây giờ mình có một cái việc nó tới, ví dụ như là anh Phong giao tôi việc gì đó, đúng không? Nhưng tôi nghĩ là bây giờ làm cái việc này thì có lẽ là tôi không hoàn thành được, hoặc nó có những khó khăn này ấy, có thể em gây cho tôi cái này cái kia đó. Thế thì đối với là cái người cầu toàn là an toàn thì tốt nhất là tôi không làm, đúng không? Đấy. Đấy. Nhưng mà rõ ràng mình không làm ấy thì cũng đâu có ngộ ra được, đúng không? Có thể mình làm mình sai thì mình sẽ rút kinh nghiệm mình sửa sau, đúng không? Anh nghe cái này nhé. Đúng không? Chứ mình không làm thì... Cái này nó là bố thí và cho giá trị. Và cho đi và cho giá trị. Tức là anh quản của thang biết cả những khác rồi. Nhưng mà ở đây là mình cho đi bố thí. Tức là mình đi làm từ thiện, mình giúp người, mình cho đi cái giá trị đấy. Thế còn cái mà giao cho anh làm đấy là công việc của anh phải làm cái khác. Hai cái khác nhau đây không phải là bố thí. Cái công việc của anh là anh tạo giá trị cho bản thân. Khi mà cái tọa thí là một người phải hoàn thiện mọi quy trình của mình, chứ nó không phải làm ở cái việc là tôi thích thì tôi làm, tôi không thích thì tôi không làm đó. Thì hôm trước ở trong cái chủ đề gì mà thích thì làm, không thích thì không làm nhỉ, có nói cái này rồi mà. Có một cái trường hợp như thế này, có một trường hợp mà cũng không hiểu là có là thân thí hay không, mà nhiều khi chỉ băn khoăn không biết phải làm gì. Ví dụ như một người thân hỏi xin tiền, hỏi vay tiền, thế thì mục đích thì có thể người ta nói mình không tin, rõ ràng là người ta cần mình. Thế nhưng mà cần, ví dụ như đã có một số trường hợp trong quá khứ người ta cần rồi là mình cũng cho, hoặc là cũng cho vay rồi, quay lại, hoặc là nó cũng không có cái rõ ràng mục đích mình nên làm gì. Quan trọng là cái nội tâm của chị như thế nào. Bởi vì em thấy có những trường hợp này, có những người nguồn lực của người ta rất dồi dào, nhưng cái quan niệm của họ về cái việc sở hữu tiền rất rõ ràng. Cho là cho, vay là vay. Kể cả rõ ràng người ta nhìn thấy cái người đấy rất khó khăn, nhưng người ta cảm nhận rằng là không có chữ tín, thì người ta sẵn sàng nói luôn: anh sẽ cho em 3 triệu, 5 triệu, còn cái khoản vay của em anh không có. Cuối cùng là sao ạ? Cái nội tâm của mình và cái quan niệm của mình về cái việc đó như thế nào?
Chứ còn khi mà chị đã lăn tăn thì có nghĩa là sao? Vô tình chị đã tích cái gì ạ? Điện từ âm. Và lần sau làm sao ạ? À, lần sau chị lại thấy cái điều đó. Mà cái khối điện từ đấy nó càng lớn thì cái thấy của chị nó càng nặng. Cả nhà hình dung không? Tại vì sao mà chúng ta cứ hay nói là cái bài học đấy chưa tốt nghiệp thì bài học khác nặng, tương tự như thế nó nặng hơn. Nó trên cái nguyên lý là như vậy thôi. Là khi đó chúng ta đang không phải là tâm thí, đúng không ạ? Mà chúng ta đang gọi là lấy oán báo oán luôn á. Nó vi tế như vậy á. Cả nhà vừa ấy nhớ cái em phải nói lại về cái tâm thí đó. Nghĩa nhưng mà nếu như mà chị bảo là tâm chị rất là thoải mái, tại vì sẽ rất có nhiều người như này này, cho vay không bao giờ để ý, hoặc là người ta bảo là xác định là cái khoản này mất cũng không có vấn đề gì, thì tự nhiên một ngày đẹp trời à nó lại quay trở lại. Nhưng nếu khi mà mình gửi đi một cái, mình bảo là chẳng biết là có lấy lại được hay không, thế thì sao ạ? Nó gọi là chờ đợi trong mòn mỏi, đúng không ạ? Mọi người có gặp tình huống như này không? Nên là nó dựa theo đúng cái là trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình ở cái trạng thái như thế nào khi mà mình chuyển đi, kể cả từ lời nói cũng thế mà. Từ lời nói hay là cái hành động mình làm ra ấy, năng lượng mình truyền như thế nào thì mình thu về như thế. Và mình thấy thế thôi mà. Có nghĩa là cái gì nó chưa như ý, có nghĩa là mình đang có cái tần số rung động nó à, nó âm hoặc nó bị thấp, đúng không ạ? Là tần số rung động năng lượng của mình nó bị thấp. Nên là cái mà em bảo là cái khi mà nó nói chung đến, nói đến cái bố thí này, này hoặc là cái cho đi hay là cái tạo giá trị thì chúng ta phải rất là để ý về cái trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình, của mình. Đó thì là cái này chúng ta cũng rất phải cần để ý. Nghĩa là à, trong trường hợp đấy, một là xác định cho là cho luôn. Đúng rồi. Không để ý đến nữa. Đúng không? Đúng. Thứ hai là gì? Từ chối là từ chối luôn. Đúng rồi. Để không thể không, cái đấy là cho. Thế thì trong trường hợp đấy người ta rất là cần mình. Không, quan điểm hay như này. Bởi vì nếu như trong trường hợp như tôi nói thì mình như trước rồi mới nói là mình luôn chuyển ba cái tầng bậc nhận thức nội tâm. Đầu tiên nếu như trong trường hợp nó tan là đưa về từ không nữa, để cho thỏa mãn, để đưa về cái trạng thái cân bằng, cân bằng xong mới phân tích, tức là xong đấy mới ngồi phân tích một đoạn, à bạn này trước đây không có uy tín rồi, thứ này khác thế thì ta có thể vẫn hốt đó, nhưng chỉ giúp một khoản này và nói rõ bạn chỉ giúp được khoản này, khoản kia không có, thế là xong, không la tan nữa, dừng đến đây là dừng. Đấy, hoặc là chị thay đổi lại niềm tin. Hoặc nếu như mà thay đổi lại hình ảnh tâm trí thì là phải quay trở lại. Tại vì nó có công thức hết rồi mà, nó thay đổi hình ảnh tâm trí, thay đổi niềm tin, thay đổi khái niệm nguồn theo chiều hướng có lợi. Thực ra đấy là cái thông tin chứa bên trong chị nó làm sao ạ? Nó gọi là khái niệm nguồn. Tức là bất lợi. Bao dung hơn, bao đầu tiên là xong đã, bao dung xong. Phân tích, phân biệt và cuối cùng cũng cân nhắc ở chỗ đấy là phải làm nhiều ý là vào tình huống phải làm thì lúc đấy là gì bao dung là cái này thì mình không cần là cho làm cái này thì cái không còn ai giúp nữa, chỉ còn mình giúp thì là mình phải bao dung, nhưng đấy là đặt lại là hình ảnh thậm chí là à cái này là người bạn này đấy là lúc đấy là đứng đầu rồi. Và khi đó chị phải, có thể là chị sẽ phải thay đổi một cái quan niệm như thế này. Cuối cùng nó là do cái gì quy định ạ? À, tổng chúng ta quy định. Nếu như cái số tiền đấy nó đã không, nghĩa là cái thời điểm đấy nó phải đi thì sao? À, chúng ta không gặp người này thì chúng ta sẽ gặp người khác, đúng không ạ? Đúng không? Nó không có
có người này thì nó cũng sẽ có bối cảnh này, bối cảnh khác. Nếu như thực sự cái lúc đấy mình không đưa cái nội tâm mình về cái trạng thái gọi là trân trọng biết ơn, bởi vì những cái gì chúng ta không còn sở hữu nữa là chúng ta đang không trân trọng biết ơn, mà chúng ta coi đó là hiển nhiên. Thì nó hiển nhiên là nó hết duyên thì nó phải đi. Tất cả những cái gì vật chất chúng ta sở hữu nó đều trên cái nguyên lý như vậy cả. Nên là chính vì thế cái chủ đề gọi là trân trọng biết ơn nó rất là quan trọng, là vì như thế, bởi vì nó sẽ liên quan đến những cái gì chúng ta sở hữu, kể cả đối với con người cũng thế thôi. Khi mà chúng ta, khi tất nhiên là nó còn duyên ý, thì tất nhiên là hiển nhiên nó sẽ vẫn, người ta sẽ vẫn ở bên cạnh mình. Nhưng mà nếu như mà người ta, mình muốn kết nối cái nhân duyên sâu dày với họ ấy, thì buộc mình phải có nguồn của trân trọng biết ơn, đúng không ạ? Nên là chúng ta cần phải nhớ là trân trọng thì sở hữu, biết ơn thì thiên trường địa cửu. Có nghĩa là nó chưa thiên trường địa cửu, có nghĩa là chứ chúng ta chưa biết ơn. Cái câu đấy không sai đâu cả nhà. Mà cái nguồn năng lượng của biết ơn ấy nó mạnh lắm, nó mạnh khủng khiếp. Nhưng quan trọng là chúng ta cần phải giữ cái nguồn năng lượng đó thôi. Thì đấy là cái chủ đề ngày hôm nay, rất là trân trọng biết ơn cả nhà hiện diện. Đến giờ này bây giờ đã 6:20 rồi ạ. Cả nhà đứng lên. Chúng ta hồi sinh năng lượng với cả nhà. Bye.